Ok, mình đã quay trở lại một lần nữa. Nên là mình đã quay trở lại luôn để chúng ta chơi tiếp cái Divine Ballot. Thì mình sẽ nâng cấp. Chờ mấy khi nhá, ta refine mấy cái vũ khí xịn xịn ấy nhỉ. Mấy cái vũ khí unique ấy. Như là mấy cái này thì làm sao? Cái này cũng lên rẻ. Ui, 300 á. Give me 10. 500. Oh, give me 10. À, cái chính là nó sẽ ở đó cái kiếm đấy là avance, cái kiếm đấy mình không dùng không nhỉ. Ở đó cái kiếm đấy mình đang dùng cho là cái em này à, Fork Veil này. Ui mẹ, cái kiếm đấy bổ mới điên này, 17 này. Mình nghĩ rằng có khi là attack 3 cho một lượt, nếu mà nếu càng ít máu thì cộng ấy á, nên là thì các bạn là con này cầm cái này là hơi phí này. À nhưng mà con này không cầm được cái kiếm này chứ. Kiếm này con này là SC rank mới dùng được này. Nên là cái kiếm này là về cơ bản theo lý thuyết là nó dành cho những cái dòng cao nhất của chơi kiếm ấy. Và chúng ta không có đủ silver chúng ta lên. Hơi đáng buồn. Cái thương này thì cũng thế này. Repulseless. Cái thằng này thì cần chó thì né tránh nhỉ. Mình cảm thấy thằng này nó hơi bị cầm hơi phí này. Thằng này muốn né tránh cũng khó ấy. Đây là cái dìu này. Càng ít máu bổ càng điên, nhưng mà cái vấn đề là càng ít máu lại mình không muốn này đâu. Misericord. Và có cái kiếm là Legendary kiếm ngắn ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh chậm mà sao. À, cái kiếm này chém 28 luôn á. Nhưng mình kiếm nâng cấp cái này cũng rẻ. Thế chừng nào mà có cái nâng cấp thì mà nó không sử dụng cái silver thì được ấy. Nâng cấp cho em em gái của chúng ta, mẹ chả lẽ tiếc tiền. Mình xem có mấy cái này. Excalibur mình lên 2 rồi này. Obscure này cũng được này. Wow, đắt vãi tè luôn. Đây là gọi là cái vũ khí exclusive cho em Veil đấy. Thế là mình đang thích hai cái option đấy là tặng nhẫn cho tặng nhẫn cho Ivy ấy và tặng nhẫn cho em Veil. Mình hay cảm thấy là hai cái đấy là hợp lý nhất ấy. Cái hội thoại của nó hợp lý nhất. Nó kiểu như nó hợp cái trend nhất ấy, trend từ đầu, từ C đến A ấy, mình cảm thấy là nó rất là hợp cái trend. Em Veil thì như kiểu như là tình anh em ấy. Còn em kia kiểu tình kiểu đúng kiểu như là tình tình yêu ấy. Mấy con này nó hâm mộ mình mà. Nên là chúng ta không bao giờ được đó kiểu như là chúng ta không bao giờ nên không đáp trả lại tình yêu của người hâm mộ ấy kiểu này. Ok, anyway chúng ta sẽ chơi cái này. Nói chung là thủ tục thôi chứ chơi giờ tầm này thì nó có cái gì đâu mẹ. Ok, mẹ chơi cái con cầm dìu chơi tiếp. Có cái gì đâu tầm này. Giờ xây lót à? Ơ, cái thằng này là xây à? Cái thằng này chơi kiếm ấy nhỉ? Có một cái gì ở đó ở cái chỗ này nó không ổn. It appears to be the River Thracia. Quite similar at least. Nó có vẻ như là cái dòng sông Thracia, nó có ít nhất là nó rất là giống nhau. Is this some place in your world? Đây có phải là cái nơi trên thế giới không? Mẹ mày trên cái trò Emblem thế giới NK này kiểu đủ tất cả các loại danh lam thắng cảnh của cái trò. Mấy cái trò trước. It is quite close enough to a stretch of ground where I once stood. Nó có vẻ như nhìn rất là giống. Cái nơi mà tôi đã từng đến. The River Thracia was a beautiful, broad river. And it was the site of much bloodshed. Dòng sông Thracia là một cái dòng sông đẹp à. Một dòng sông rất là rộng, một con sông rộng. Và cũng là cái nơi mà đã chảy rất là nhiều máu. I can't imagine đổ máu rất là nhiều. Place as serene as this turning into a battlefield. Em không thể tin được là một cái nơi đẹp như này lại trở thành một cái chiến địa được.
This is where I faced the genius tactician Sias. Some thought him a hero. Đây là nơi mà tôi đã đối đầu với cả một cái chiến lược gia thiên tài Sias. Có một số người nghĩ rằng cậu ấy là một anh hùng. Reinhardt. A powerful man said to be the crusader Thrud reborn was there as well. Reinhardt, một người đàn ông, một chiến binh mạnh mẽ đã là một cái crusader. Đã từng nhiều người đồn rằng là anh ấy là một cái crusader được là crusader tái sinh này. Và anh ấy cũng đã ở đấy nhé. Đây là một trận chiến khó khăn. Nên là đã có rất là nhiều cái khoảng thời điểm mà tôi đã cảm thấy là mình đã bị thua cuộc. Nhưng mà vì về anh là nhân vật chính nên anh không thể chết được. Nhưng mà thế thì tại sao cái này lại giống thế? Tôi không biết rõ lắm. I sense a mighty force emanating from here. This must be the trial appointed to you. Tôi cảm thấy có một sức mạnh nó tỏa ra từ đây. Đây chắc chắn là một cái thử thách dành cho cậu. Trial? Thử thách về cái gì anh? I want you to fight me here. Tôi muốn anh cậu chiến đấu chống lại tôi. If you overcome that trial, nếu cậu vượt qua thử thách, our bond will grow stronger. Cái sự liên kết của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. That bond will bring with it power we cannot do without if we are to survive the battles ahead. Mối liên kết đấy để mang sẽ cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta không thể có được à? Là cái sức mạnh cần thiết để chúng ta sống sót qua những trận chiến sắp tới. Là nói thật với anh. Em đánh anh cuối chứng tỏ là anh là cái last pick em chọn. Winning a battle against you is my trial. Kiểu là em biết anh rất là mạnh nhưng mà em victory is your only way forward. Nhưng mà cũng phải nói thẳng là anh là cái last pick trong số cái list mà em chọn. Veronica Engage Weapon. Con này là có cái trượng này bắn phép này. Có nghĩa là bắn nó không thể nào đánh trả được mình ấy. Cũng tương đối là ổn này. Đây là có. Có rất nhiều cái ở cái dòng Susumoning này cũng hay. Nó gần như có thể nói nó dành riêng cho cái con Veo nhỉ. Bởi vì con Encom thì nó sẽ gọi được cái quân địch nó khỏe. Đây sẽ là một trận chiến. Ui mẹ, nó có mấy cái con đứng ở chỗ bắn này. Oh my god. Tương đối là phiền. Bọn này là sót ui bọn này là bay level luôn á. Bay level 20 này. Mình xem cái total rating 90 đấy. Ủa tổ ôi. Làm ăn cái gì tầm lái. Tầm này level chứ. Mày sếp này cũng như mọi khi là bao quanh rất là nhiều fan hâm mộ. Adaptable Arm Shield Van Tết cộng cộng. Thật ra cái Van Shield phần này nó cũng ít dùng. Ở đâu? Cái này nó chỉ cộng cộng là nếu mà máu nó dưới 75% này. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn đánh trước à? Ủa rồi. Nên là cái này nó mạnh hơn cái phần trước rất là nhiều. Mình tưởng là máu ít như kiểu là dưới 25% cơ. Nhưng mà 75% mà luôn luôn đánh trước thì cũng tương đối là bá đạo đấy. Nên là kiểu như cái nhân vật này dành cho những cái thanh niên thích phản đòn ấy. Thằng này là mẹ mày nhạc gì ông cũng nhảy này. Giỏi vì kiếm thuật này, thương thuật, diều thuật và cung thuật. What the f- nên là mẹ mày đánh đòn gì là nên là rất là nguy hiểm luôn này. Tí nữa mà muốn quay thằng này là kiểu gì nó cũng quật mình trước ấy. Rất là nguy hiểm. Hay nó sẽ cầm luôn là cái live brand này cộng lắc cộng 10 là cái kiếm này, thương và dìu này. Mẹ may mà nó không cầm được cung. Ông ấy nó cho mình vỡ mồm luôn. Thằng này em lầm thì nó mạnh ấy nhưng mà cái vấn đề là nó cái thằng mà cầm này nó không được dùng nhiều vũ khí, kiểu như là không tay chân, kiểu cái gì nó gọi là gì, tinh văn võ song toàn hay gì.
anh không kiểu không OP như bác nhỉ. Nên là chúng ta sẽ phân tích lại xem. À, nó sẽ có rất là nhiều cái bắn cung này. Mà đánh phép ở dưới là cầu Thoron nó kiểu này. Ui mẹ chỗ này. Chỗ này bây giờ nhìn lại toàn là mấy thằng Dark Knight luôn này. À mây, nó gọi là mây Knight. Ui. Cửa này căng quá nhỉ. Mình sẽ phải gọi team chồng phép mạnh nhất của mình đấy. Nên là bọn này nó đép nó chỉ 15 nên mình sẽ nhảy vào mình đầm nó ấy. Bọn này thì cũng không làm gì này. Nên là cái vấn đề là làm sao để qua được cái chỗ bọn này này. Nên là đi và đi xuống đây có khi chết con mẹ luôn này. Nên là sniper level 10 này. Chúng ta nó bắn cũng không không yếu một tí nào đâu. Chọn là xem. Thế là mình sẽ pick là một số cái nhân vật hồi xưa cái trận trước ấy. Ở đây nó không có mấy cái chiêu ném từ xa như Comet này. Nó không có cho mình như cái phần Treehouse nhỉ. Nên là tối ưu là chúng ta có thể cho Jay này. Defense 26 này. Jay này cũng bắt đầu mạnh hơn một chút này. Nên để cho cái đội hình nó gay cấn ấy. Mình sẽ phải bỏ thằng này ra, thằng này bên này phế quá. Em này thì còn tạm tạm được. Công chúa này. Và chúng ta sẽ gọi em Frame mà. Thực ra cái trận này có thể mình gọi Silica vào nhỉ. À đâu gọi Celine ấy. Mình có thể mình teleport ra rồi mình ném trưởng cho thằng kia chết. Và chúng ta sẽ rescue gọi lại Celine ấy. Cũng là một cái option tương đối là ổn. Vì thằng em nó đứng ở đây thì gần như là chúng ta không túm được nó. Gần như là mình không làm gì được nó. Trừ khi là mình tele ra mình ném trưởng nó ấy. Hoặc là bài này chúng ta chỉ cần phải cố hồi máu khỏe, chúng ta sẽ hồi ngược lại cái damage deal ấy. Cũng là một cái option. Cho team nào nó mạnh mạnh một tí nhỉ. Mình bây giờ mình chả nghĩ là cái gì. Nên là gọi mẹ gọi Soren là bắn trưởng. Mình nghĩ là cái team hiện tại nó tương đối là ổn đấy. Mình cả thiếu mấy không thiếu tanh nhưng mà tanh này cũng hơi yếu đấy. Con này sắp sẽ lên được level 20 rồi này. Nên là cái chỉ số con này cũng tạm tạm được ấy. Đúng là cái bài này chúng ta nên cẩn thận Alfred. Chúng ta sẽ nên như là mình sẽ chạy mình rush nó ấy. Như là thằng Malvia này được này. À, thế chúng ta phải bỏ thôi. Thằng này, bài này nó cho mình ít quân hơn. Chúng là bài này mình nghĩ là chẳng có gì đâu. Cái này thằng đang cầm Roy đúng không? Blood Fury. Con này được này. Nên là chúng ta có hai đứa này là chính đấy. Hai đứa này yếu chúng ta gánh đấy. Muốn cho thêm mấy đứa vào cho đông nhỉ. Chả lẽ mình cho Lapis ra ngoài à? Ủa, kệ mẹ nó, mình chơi tiếp đấy. Chơi luôn. Bài nó cũng dễ mà, cần thì thằng nhân vật chính nó cũng nhảy ra nó can thiệp ấy. I will stand my ground. No running, no hiding. Tôi sẽ đứng vững ở đây, không chạy trốn, không come at me. Không trốn tránh ấy. Và bây giờ hãy đến chiến với tôi đi. Cứ tự tin quá nhỉ. Được đấy.
À mà cái thằng Leaf này là lần trước là ai đưa cho mình cái nhẫn thằng này nhỉ? Mình quên con mẹ mất này. Cái thằng Leaf này là ai đưa mình cái nhẫn này nhỉ? Từ giờ để mình xem. À cái thằng Leaf này là lần trước mình trấn của em IV. Mà mình trấn nên cũng chẳng thằng này chả cầm thằng này chả đứa nào đưa cho thằng này. Mình đang định đổi lại là có khi con này nên cầm cái ấy nhỉ, cầm cái gì đây, cầm cái gì, giờ con này cầm mát được cũng được nhỉ, nhưng mình muốn cầm con Lin hơn. Ok mẹ đi vậy. Whatever you say. Nevermind. Con này có cái chiêu hold out rồi sao? À đúng rồi, con hold out. Ô, biết thế mình gọi mẹ được con Tiki nó búp chưa? Thôi kệ mẹ đi. Cầm thương. Shall we dance? Nên là mình sẽ gọi thêm em này ra. Chúng ta sẽ cho nhân vật chính đứng cạnh này, nó kèm cặp nữa. Lắc cộng 12. Here goes. Mình sẽ đứng ở đây này, sau em này đứng vào đây này. Em này sẽ cầm cái diều này này. Và tí nữa có một thằng nó cầm thương nó nhảy vào người mình. Nó vô lùa. Tell me where. Bài này có vẻ như team nó hơi bị nhiều phép. Thì chúng ta sẽ cho em kia nhảy vào. Okay. Đây là cái chậm này. Ô, nó mới nhảy vào đánh mình à? Ô, bọn đi rút mẹ về hết rồi. Này cầm đồ. Ôi nó có cái silencer này ngon này. Nó có cái speed wing nữa. Ô pew what the. Ô nó swing này. Cái này cũng ngon này. Bọn nó bỏ chạy theo bộ mẹ rồi. Mình phải đánh nó nhanh. Ô nó chạy mẹ mất. Mình xem. Đây đây. Để cho này nó đuổi. Để đan xù quá. Cắt tiết luôn. Thế mình bảo là cái bài này có con ngựa thì nó chạy nhanh hơn. Rồi cắt tiết luôn. Cắt tiết tại quầy. Ủa mình nên end game đó nhỉ. Ôi nó không chết đấy. Ít thêm phân nữa. À, đằng nào nó chuẩn bị break nhỉ. Cái này bắt đầu level cao rồi này. Level là cao ngang bọn này. Như vậy em này level 4 chứ chưa. À, hơn bọn nhiều này. Nó sẽ đi nhanh như vậy. Rồi mình sẽ để ý trực tiếp cái bắn cung. Mẹ bị vướng mấy cây chỗ này đi chậm ghê nhỉ. Ngựa đi khổ quá. Nhục như chó. Nó bắn cái thằng dancer nhà mình rồi. Nó bắn em này á? Đừng gây anh ơi! Một bắn đau thế! Bắn 40 này! Tôi chết rồi! Trúng 100% này! Tôi chết rồi! Cái hâu ao này nó không xích gờ được rồi! Mẹ cha đi! Bắn xa ghê nhỉ? Ai đó? Thế nó chỉ có hai thằng bắn thôi à? Tôi chết rồi! Không ổn!
còn free nữa nhé. Nhưng hình như là không biết con này nó có trích được cái hoa không? À vậy nó chạy này. Mẹ cha nó nhé. Cái bài này mà có cái whoop hay gì thì ngon. Chết dở thật đấy, không phải gì nữa. Mấy thằng này nó bắn như này thì hơi bị dở ấy. Sẽ đi nhanh chóng ấy. Thế nên là mình sẽ mình nên quay lại. Mình muốn đi coi cái thằng nhân vật chính mình ấy. Ôi, xa không kịp. À đâu vẫn kịp rồi. Cái này sắp lên đường rồi. Ngoài này không có ngựa không đuổi nó rồi. Mình sẽ đọc cái siêu gambit rồi nhỉ. Chỉ hy vọng là bọn kia nó không xiên rồi. Cắt tiết rồi chứ mày. Em này mà cầm cái kia thì ngon. 45% này, cũng được. Có quýt không? Quýt luôn này mẹ. Ủa chết luôn này, 14x3. Mà nhìn nhỉ? 44, 45 à? 42 à? Level cộng 15 này. Mẹ mày gần chết. Ôi á. Iron Man này. Con này trước sau thì cái máu này nó cũng dài hơn đấy. Đi vào đi. Mấy con chó cái bắn đau ghê. Thật sự luôn. Mình sẽ bay cái trên gác này. Có khi con này bị bắn chết này. Thôi chúng ta phải chịu hit của nó vậy. Mà bắn 100% này. Thế là con này tránh cao lại không né được. Mẹ bắn 100% bao giờ. Ảo thật đấy. Ui nó bắn nó tơi bời luôn. 15x2 này. Cái speed của nó vẫn cao hơn mình á. Không chết này. Nó bắt đầu sai lần mình thế. Nó đỡ được cái thằng. Nhưng cái chỉ số kháng phép là nó cũng làm cho cái này nó giảm đi. Khả năng đánh trúng mấy cái debuff của nó cũng giảm đi. Ui, đang vừa nói giảm đi xong con mẹ này. The fuck. Để phải trả giá. Ui, ở bên bờ kia nó cũng có mấy con này. Xem tập bài này có Celine thì ngon quá. Bài này phải có Celine. Mẹ nó lại còn biến cho nó không, mình không đi được chứ. Khốn nạn thế. I'll help. Oh. Thôi mình cắt tiết à. Này không đi được xa. Xa nhất có thể. Được hơn một ô ra. Nên lượt sau chúng ta sẽ cắt tiết cái lũ này. Mà bỏ mẹ từ từ. Có khi nó nhảy xuống như là bắn mình chết mình nhỉ. Mình xem.
Emblem engage. Không bắn tới này. Chó này. Here until the end. Here until the end. Bắn con này 40 bây giờ. Sợ rồi. Bắn rõ đau rồi. Này để di chuyển đi. Move, move, move. Nhưng mà khả năng là nó sẽ bắn cái con nào mà có khả năng trúng cao hơn ấy. Nhưng mà chính đứng im mẹ mày. Như thóc. À nó vẫn không bắn, nó bị bắn lapid. À nó vẫn bắn tay nhân vật chính ấy. Oh yeah. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi, nó bắn thêm pha nữa chết luôn rồi. 0%. À có nghe nó đỡ hộ rồi. Đấy mẹ. Anh đã tính rồi. Lần sau nó sẽ đổi thay cái máy nó bắn tiếp. Mẹ mày thằng rẻ rách ấy nhỉ. Thằng này bị dính á. Ôi thằng này bị tức vũ khí. Đừng mà free nữa nhá. Ồ còn mẹ nữa chứ. Ờ fake. Ôi bài này annoying phết nhỉ. Bài này đúng là chúng ta phải dịch chuyển trước ấy. Sử dụng cái warp ấy. Thì chúng ta chủ động trong việc mình cắt thêm một con này. Cắt tiếp con nào cũng được. Thôi ra mình sẽ biến hóa đi. Nên mình sẽ đợi crit rồi. Thôi hóng, hóng crit rồi. Hóng crit. Hóng bé crit thật. Phải. Phải thêm phần nữa mới sợ. Cắt, cắt tiết thiến đó. Source Master. Nè mày có khi mình phải tiếp tục mình búp cho thành nhân vật chính vậy. À mình sẽ búp cho con này đúng không? Block Recovery. Nhìn quả quân mẹ đoàn quân chinh chiến của nó này. Mình không đuổi được nó ấy, mẹ thế mà đi. Đây là mình có gì mình bắn được rồi này. À từ từ, mình có thể mình hóa double nhỉ mẹ, tội đi. Hóa double đến sớm thì ngon. Đấy, rồi nó sẽ lại tập trung nó phang ra đằng kia. Medic! Help me! That helps. Con này cũng hồi máu được này. Ui, con này cầm một physics ra. Tôi bỏ mẹ ra. Mình lại không mang đi men này. Có 7 này. Sẽ swap với cả cái rescue Elise chứ. Em phải đi lên đi. Đang sử đứa nào lên. Đưa lên. All right. Mày khóc. Không lùa được nó rồi. Mất mẹ mấy cái thằng này. Lút đồ.
Có thể nó không bắn mình ạ? À? Nó hết đạn rồi, nó không chuyển ra. Mẹ nó còn trên núi đấy. Vậy đã. Cắt tiết thôi. Bọn chị vào thì chị bị thiết cả làng rồi. Made quick work of that. Mình mới lời bước cho đến này. Để đợi đợi con này đi lên từ. Cái này cả lũ nó sẽ quê con này. Emblem, engage. Ta sẽ cho thằng này boost con này đi. Cắt tiền rồi chúng ta này. Mẹ con này nó... Để mình loại bỏ cái vũ khí nữa. Mình không biết là mình có như mẹ bổ không. Cảm thấy hơi nguy hiểm nhỉ. Quả này không bổ thì hơi phí ấy. Tận bắn được này. Longbow này. Ui. Bắn gì mà. Quýt 31% này. 44, 12, 10, nhân 12. Nhưng thực ra nó cũng chết. Ok. Mình bổ cái này ghê cơ mẹ. Vận may rồi. Allow me. Con này quyết thật. Chúng ta cứ đợi là mình phải hóa thân luôn rồi. Serves you right. Bởi vì chúng ta hóa thành thằng Roy này nó sẽ cộng 5 level mà. Kìa ta phản đòn mày chết hết cả lũ. Không đam mê. Xin chúc mừng. Bạn đã quá yếu để chúng để bạn đánh tôi. Cái này có cái gì thì nó mạnh hơn một tí. Đây con này nó giết hết mấy cái con đấy rồi. Cầm thương. Mình khả năng mình sẽ quýt nó. Này cái vấn đề là bây giờ quýt cũng dở rồi này. You raised by wolves? Con này máu ý thì cái quýt nó càng cao mà. À đó, quýt cộng 10% thôi. Không cao hơn rồi. Đấy. Đánh nó không chết đây là còn được này. Ôi nó cứ vào ào này. Phiền phết. Tầm này có cái cây dìu xịn này là bổ người như bổ chuối. Để mình bắn bắn một cái đứa nào đấy.
Đứa mà ngồi trực cái tổng đài cơ. À đây chuẩn mẹ luôn. Nó không chết. 7 x 5 = 35. Ui dồi, con này trâu thế. Mà nó éo chết rồi. Đấy, gọi em này lên, mình lăn lăn xả. Đấy. Let's end this. Vào đây. Cứng luôn. Còn 28x2. Đánh mạnh quá. Nhưng tưởng nó đánh yếu. Quên mất, con này nó mạnh quá. Không trổ tài được. Hồi máu nó luôn. Phun máu. Cắt tiết từng thằng một mẹ. You're going down. Tao phải level ít quá. Anh đang con này cầm Tiki từ nãy rồi. Mẹ thằng này, con này nó cầm mấy đấy. Cái này có bắn cung này. Lần này mình có chết không? Hy vọng là con này không chết. Nó tức nó bắn trả mình đấy, con chết chó đấy. Tôi chết rồi, nó bắn ra này. Mẹ là mình quên mất. Mình quên mất thằng bánh phép của mình nó vẫn hở sườn rồi. Nó bắn con này chết mất. Bắn 40 máu này. Diệt đều. Ui dồi. Bây giờ con này vào xiên này. Nó chết rồi, nó đâm chết luôn này. Mẹ mấy con chó này. I fight for my friends. Con này vẫn chưa ấy để nó phân lại rồi. Ừ, lại phải quay lại. Mẹ muội lắm kỵ sĩ thế. Mình phải gì con này mà con này bị bà ăn cung đau quá mẹ. Này có khi phải chạy đi. Rồi biến con mẹ đi. Ô mày tỉa chết con mẹ mà con chó ấy. Mẹ bọn này bắn cung này trâu vết nhỉ, đùa đâu. Mình nên thụt cái con cầm dìu mình về.
Hybrid này chả có đồ gì mà. Hóa đi. Bổ tay bời. Đến cái thằng ấy nó cũng ném, mẹ cha nó chứ. Phần này táp yếu quá. Đầu thương. Mũi. Tôi chết rồi, nó bắn anh con cầm dìu của mình. Nó bắn con ngựa luôn. Con mẹ nó chứ. Mẹ cái con chó này. Mẹ nó cứ nhờn với nó. Nó vả chết mình luôn. Mẹ mày con chó cái bắn cung này. Ghét thế chứ. Mẹ là cái đoạn cuối này còn chết. Còn mẹ như này. Mình mẹ con đĩ này. Mẹ con đĩ chó này. Ghét thế. Hãy búp mẹ cái phải đẩy con Go Mary lên vậy. Nó chạy đúng vào cái chỗ này nó phang mình. Mẹ mới khốn nạn này. Thả ra đó chứ. Còn mẹ cho mấy cái bọn vớ vẩn này vào. Đúng đứng đúng tầm nó đánh luôn. Thôi không đùa đã đi. Mẹ cái bài tự nhiên mua dây buộc mình. Thằng mẹ nó con chó này. Mấy con chó bắn cung này. Mấy ngựa bắn cung này. Đúng kiểu mua dây buộc mình luôn mẹ. Không nhầm vào đâu được. Oh, thank goodness. Thôi chết rồi, không ai chặn thằng này. Con này thòi mẹ ra đi. Ôi, nhanh rồi.
Đoạn vớ vẩn này, mẹ mấy con chó ai đứng ở đây. Mình đi nhanh mà. I'll protect you. Ô thế chó nào mà 14 100 nhỉ? À nè mấy con bắn con giáp này của mình. Năm này biết thân hệ hóa mẹ đi. Ok mình sẽ tua hết đi, kệ mẹ này. Bắn là mà mẹ nó không chết là được. Đây không chết là được. Mẹ mày bố mày cho mày chết. Mày con đĩ này. Tis I. That's it. I had a feeling. Quả là chưa thấy chịu này. Chết mẹ mày. Laughable. Mẹ chỉ chứ chỉ để bọn em ăn mạng mà chết mẹ luôn mà. Thầy bắn chết mấy con chó này. Than to worry. Don't look at me right now. Here we go. All mine. Sort of like that, maybe? Tám mươi mấy phần trăm. Nè, không biết mình có nên lên không? Allow me. My turn. I'll have to up my weights. Emblem? Bồ nó không chết rồi. Sao mình không break nổi nhỉ? 33 nó bùa mình 25 này. Đi đánh hay hơn không? Where to? Quyết đó. Quyết rồi. I won't waste this quyết chance. Made quick work of that. Thằng này vẫn đứng ở đây này. Cầm lắm spear thế. Nhà mình can thiệp vậy. Không chết này. Bây giờ phải đi đâu nhỉ?
hóa thành Soren luôn nhỉ. Mà này, phân line của mấy đứa yếu đánh chán quá. I'm okay. Emblem engage. Không chết đứa nào, ồ vãi. Pike, Soren. I dispose of my enemies. Here I go. Đam mê ít. Thằng này magic fall. Ô, hút máu luôn á. Ảo nhỉ. Một vãi đài. Khi ra bổ cho một phát. Mình đi hóa đi. Blazing Lion. There's my opening. Phải vớ vẩn này mẹ, ba gian. Đột chết mẹ đi. Con đâm 31 đấy. Mẹ, con chó này, tí chết, bố mày chết. Thằng này yếu thế. Mà là bọn em đam to quá ấy. Stay back. That was a fierce battle. Mẹ tí chết. Phải. Con chó này. I am ready to serve. Mình không biết là có vẻ bị hở hở. Đứng đâu vào đây. Mình phải dừng một tí, mình ra ngoài. Ok, lại để cho tiếp. Mình đang muốn chơi con chay này lập công thế. Nên là có silver sword, rìu và thương. Cái thằng Soren mình ra đòn nè. Đứng vào cái vị trí này được nhỉ. À, nó đang định bổ đến này mà. Gần như chắc chắn nó bổ con này thôi. Hay mình nên biến hình đi nhỉ. Emblem, engage. Mình biến để búp cho luôn con dây. Con này là hiện tại đang yếu nhất trong team. I'll be good. My wound is healed. Có gì chúng ta tự tin hơn trong việc đi phòng thủ. It was foretold.
Trên gác đen. Đây là cái thằng Thorin này nó chưa ấy này. Nó chưa đi này. For the Divine Dragon. Nên một đứa nó sẽ pha con này. I am prepared. Chắc chắn là một đứa sẽ pha con này. They're strong. Mẹ mẹ này chị cắt ghét cái lũ này. Có khi về tía mình mua thêm ít red skill nữa. Nhưng trong suốt nó vẫn bán nữa. Bắn con dây thôi. Wow. Cái thằng ở xa nó bắn á. Chứ không phải có con đi ngựa. Thế không sao. Watch out. Con này cầm kiếm. Con này quen nó không có hợp cầm của thằng Roy. Anyway nó có cái hoa wow ấy. Nên là thế này bây giờ nó đánh là mình chết này. Nó chỉ không one shot là thôi. Nên là với mấy cái bọn fighter này nó, cái hoa này nó không thực sự nó hiệu quả lắm. Just meditating. Let's end this scene. Này ngựa 89%. Oh yes, bet. À, mình phải đặt chén con thằng cao hơn. We'll have to fight our way through. Con mẹo đi. Here we go. My turn. Con máy mình nó giật đấy nhỉ? Tập phách mày. Pretty weak. Frame rate không ổn định một tí này. I will not lose. Mình chơi thích dìu. À, quit 79%, hit 100%, ok. Chắc chắn là chung. Còn con này thì sao? Nó sẽ là cái quýt là hit 65% mà quýt là 74%, cũng tương đối là ổn đấy. Thế là hên xui là chúng ta sẽ... Và nó không đánh được mà chết mình nữa. Nó sẽ trigger cái chiêu hoa wow này. Nên là cũng tương đối là nice rồi. Mình chém chết mẹ. Nếu mà không trúng thì mình sẽ quay lại thời gian. Chết rồi. Thôi quay lại đi, mình bổ tầng gần gần đấy. Mình phải bổ con gần gần để mày. I'll go first. Này thì chống chấp lại còn quýt nữa ra. Thế là có khi con này nó cầm cái vũ khí của Erika ngon hơn nhỉ. Thì nó có khả năng nó hồi ngược lại máu ấy. Mình cần thằng này ở vào cái vị trí này để nó chặn cái cầu này. Rồi mình sẽ đẩy cái team kia lên, mình chặn luôn cái cầu rồi. Anh dancer. Thằng này chết luôn. Reflect. Thằng này có thể reflect cho team mình này. Mình chưa mình sử dụng cái reflect lắm. Xem có gì hot không. À thế là mai mấy cái đứa này là nó sẽ phản đam vậy này. Cũng tương đối là nguy hiểm khi đứng đây.
Nhưng mà thằng nhân vật chính nhân mình vẫn còn cái chiêu đỡ đòn này. Thì chúng ta sẽ cần cái con Chimera này vào cái vị trí này này. Cho nó break con pha luôn. Cầm kiếm. What? Con này nó vẫn bị cái xe kia nó bắn à? Không phải. How do I look? Ok, mình sẽ phải hóa cái này. Ok, con này chưa cần hóa lắm nhỉ. Nó có thể đứng lên nó bắn. Nó hồi trưởng từ rất là xa ấy. Như này. Ôi này. Là từ cái khả năng hồi máu trở nên super OP. Còn này máu mới 62 rồi này. Bọn này máu thì không bao giờ là đủ. Mẹ nó. Bây giờ còn có hai con nó bắn đấy. Mẹ gọi em này quay trở về. Bắn này đây, bắn 45 này, chết bỏ mẹ chết luôn à? Mẹ lại có bắn cung này. All those worthless. Chán thế, thằng mẹ này. Sắp xếp báo thư bắn chết con mẹ bắn con bắn cung. Ghét thế nhỉ, mấy con chó này. Mẹ gọi mẹ Celine là bắn thằng mẹ này nhé. Sắp xếp báo thư nó bắn chết con mẹ, nó bắn đúng cái con bắn cung mình hiểu. Thề là ghét thế, cần mấy cái bài buổi này. Nè, đúng cái con này đi từ đầu luôn. Sắp xếp bao thứ mẹ. Oh, đủ. The fuck. Bài này có mấy con chó đấy, annoying thế nhỉ. Bài này mà có úp ra đấm chết con mẹ luôn. Con đĩ này. Nó lại phải đánh lại này, mẹ cha chứ. Blood Fury. Come on. You looking down on me? For those I must protect. Con này mà cầm Erika nó quyết cho nó hồi mẹ ngược máu thì mẹ mà hồi một cái lượng máu rất là khủng ấy. Cái thằng này lúc nãy mình là mình đen xử cho nó ra nhỉ? Mình sẽ có thằng Soren này rồi mà. Ok, reflex. Reflex. Mình book cái này đúng không? Nè, mình phải để ý mấy con chó này. Mẹ cha ra chứ. Con chó chết này. Đi vòng đấy có một thằng đứng nó bắn cung. Khốn nạn mấy con chó này. Chưa mình đánh ở con này mẹ. Có một con ngựa trong này.
À, lúc nãy là mình gọi con này ra bắn chết cái con này. Thế thôi vậy. Con này nó không bắn được rồi. Người ta gọi tim cứng quá vậy. Đùa rồi này. I had it under control. Mình sẽ đứng đây là mình bon siêu rồi. Biết là cái bọn này nó nên di chuyển cái đi lên trên này. Đây là có hai con nó bắn đấy. Hả? Cái này nó trong cái dạng này cũng vẫn có thể chuyên gác à? Đúng. Mấy con này bắn đau thật sự luôn đấy. Bắn 42. Cái này đỡ đòn rồi. Bắn 100%. Sợ rồi. Gonna crush you. Alrighty. Mà bọn này không bị phản đam nhỉ? Ui giời, 47 đập một phát. Con này mạnh thật đấy. Either là mạnh về cái mấy bọn tép diu. Mẹ nó đánh cái con kia không đánh. Con dây thì nó không đánh, đánh con này. Con này ngu vẽ đi nữa. Mẹ mày, ta phải ra ta giết con chó. Không tới được rồi. Đây không tới được. Cái bài này có cái thằng đi ngựa như là xích gớt ấy. Chạy thì ngon. Này này mình đi mình không tới được. Con nó chạy nhanh nhỉ. Ready for a fight. Mình đánh cái trưởng thì mồ hôi máu nhiều phết nhỉ. Now. Ôi mẹ nó còn phá cầu đấy. Cái đoạn này vẫn đi được này. You are the best. Cái kiểu này xa ghê nhỉ. Này mẹ này. Mình phải phá được cái con kia rồi mình chạy mình rescue nó. Con Timera này có cái tỉ chết. Nó bắn mấy cái nỏ nó. Khó chịu thế nhỉ con chó này. Mấy con này. Thằng Sô đây này mà nó bắn là chết này. Mình phải đứng ngoài vậy. À, tương đối là không may là chúng ta sẽ bị là mình sẽ ít nhất là đen cho con này thôi. À, nên mình có thể mình giết là luôn. Sáu mươi sáu phần trăm crit này. I don't play nice. Chết cái mẹ mày. Con chó này mẹ bắn ra nó. Cái nỏ này nó bắn đau ghê thật sự luôn. Chưa bao giờ thấy cái nỏ bắn đau thế. Nè xong. Thế bây giờ chúng ta an toàn cái đoạn này rồi. OGS bad. À mình nên rescue cái ấy nhé. Em Lapis à. Chỗ này rescue được rồi ta. Không rescue tới á. Mẹ trường lực như này mà không tới. Ô vãi, không cứu được.
vẫn chưa tới. Ồ, rồi kệ mẹ. Hồi máu đứa nào hồi tiếp đây. Bây giờ cả team đầy con mẹ máu rồi này, ô vãi. Công nhận có thằng dancer này đi sướng thật. Vít một phát. Mẹ cho game này ra đây để cho nó bắn. Of course. Nó bắn 70 luôn á. Thôi chết rồi, lại vào cái chỗ này của nó. Không thì khó chịu. Đừng đi hồi máu chết mẹ luôn. Không thì thật. Nó còn hai phát, tôi bỏ mẹ rồi. Đừng chết em, không chết được. Tôi chết rồi, à đâu, may quá mẹ, còn thằng kia nó không chưa đến ấy. Đã bè lũ đánh phép rồi. Thằng nhân vật chính này mà nó tự hồi lại cái lực của nó này này thì ngon nhỉ. Okay. Bỏ con mẹ ra. Tại hồi máu nhá. Vẩy vẩy máu cho con kia luôn nhỉ. Thank you kindly. Đấy, mẹ con này đã ăn hôi luôn. Cái hồi máu rất tởn luôn. Mày tao cho mày chết. Có thể dựa vào cái hâu ao này. À đâu, cái quýt là chính ấy. Let's have some fun. Mất tí máu là nó quýt ra nhiều hơn. Mẹ mày cái tỷ lệ quýt cao hơn cái tỷ lệ đánh trúng. Em này như là baking, như là đồ tẩy nhỉ. Vậy gặp thằng nào bổ thằng đấy. Sao? Em chờ gì em? Cái này bậy. Nên là mình đang nghĩ là có khi mình phải gọi cái con ấy của mình lên. Nên đánh mình. Ui, chỗ này nó có xe bắn này, mẹ nó. À, trên này cái xe này là mình còn chưa đánh này. Nên là cầm 1000 tiền thôi, kệ mẹ đi. Đỡ phiền. Mẹ bây giờ lùa được con chó này, lùa này. Là vào cái tầm bắn của nó mẹ. Mình phải đợi nó bắn hết rồi chúng ta mới vào được. Mình bắn thôi, nó bắn mình chết mất.
Nên nó có ba con ngựa này. 80% quýt ổn vãi. You looking down on me? Hell yeah. Cái vấn đề là tí nữa ba con ngựa nó bập một đấm con này. Cái này vẫn đang cần cù chạy. Đánh 23 này. Của mẹ đó. Cái lũ đánh phép này. Cái thằng này cầm Thoron nó vả kinh quá. Có khi con này chết luôn này. Này. Mấy thằng đánh phép này đi ngựa này để hiểm quá. Mẹ lửa thương ấy. Chúng ta cái đoạn thò đầu này mình không nên để con kia ra. Ui. Con mẹ cái thằng chó này nó vẫn bắn con này. Nó bắn nó cạn máu rồi. Sao nó không chích được cái hô ao này. Mẹ khốn nạn thế. Con đĩ này. Cần cho bắn cung này. Mấy cái bài này khó chịu quá mẹ. Có cái warp ra chấn đập chết cái bà đi. Nó vẫn bắn được mình một phát đấy này. Mẹ nó bắn một phát, bắn đúng cái con kia luôn. Mấy con chó này là enemy frame. Mình cần thằng này để nó kiểu là nó đi coi một đứa nào ấy. Chúng ta phải quay trở lại cái lượt này. Not looking good. Let's have some fun. That's how a lady does it. Whew, he saved me. Ok, mình nên rút quay về cầu đấy nhỉ. Rồi này, từ đây con này ra này. Đến cái đoạn này là nó đã bắn mình rồi. Nên mình phải đổi cái vị trí con này với con này. Cái vấn đề là cái con này nó sẽ bắn mình ấy này. Con này nó đang có cái siêu gambit này này. Thì mình phải rút về cầu rồi đấy. Mình đỡ hết cái đam phép của nó. Ok, chúng ta sẽ cho rằng đẩy nhân vật chính lên nào gánh đi. Thằng này không chết được đâu. Rồi con này nó sẽ đứng ở vị trí Kiwa Dev ấy. Này lại đứng đây. Anh lại gánh team vậy. Mình cần thằng này vào cái vị trí ở dưới này. Thằng này vào vị trí đi. Mình sẽ búp cho... À đây, mình búp cho cái con Timera này. Nên là nó sẽ hit cái đam của thằng bắn ấy. Tương đối là chuẩn, nên là chúng phải cẩn thận hơn. Ok, mình nghĩ là tương đối là ổn. Ok. Búp cho con này cũng được này. Nên nó sẽ hit cái đam kia. Nên là gần như là chắc chắn là nó sẽ bắn cái con này. Mình...
Này bắn không bởi vì nó có cái kill adept này. Lần này còn chả cần dùng. Nha, chúng ta sẽ bay 3 con này. 0% này này. Đánh không trúng này. Con là nó bắn ra nhân vật chính á. Phải này. Đấy, Blood Fury. Đây, cái vấn đề là cái con này nó giết hết cái lũ nó chạy đến ấy. Nó không hồi được máu ấy. Rồi, mẹ nó cứ xếp hàng nó pha con này này chết. Thế thì con này có khi cầm cái thằng Leap hợp lý nhỉ? Có nghĩa là nó sẽ luôn luôn đánh trước ấy. Cả event thế đấy. Chết rồi, nó chém chết. Tụi 12-20 đi. À, vẫn không chết. Mà trên nó kích hoạt cái hold out thật. Nên là hold out nó lại cứu chúng ta một lần nữa. Nên thằng Leap này vào nó vồ đấy. Nên là bài này cũng không đơn giản. Mẹ nó có... Cái chỗ này mà có thằng Sigurd đâm thì ngon quá mẹ. Bài này mình không cho đội hình nó ổn. Cho đội hình phò phạch này gánh rất là khó. Ra mình đánh được á, thằng bên mình không có AOE này, rất là khó. Mình rút thằng này. Emblem, engage. Thằng này hình như nó vẫn bắn được một phát rồi này, rất là nguy hiểm. Khả năng mình sẽ chết. Bên nó ném 17, nhưng 1%. Ra chúng ta hồi cái đấy. Nên nếu mà crit được thì ngon. Allow me. Không crit được rồi. Okay. Con này chết luôn. Mẹ này. Lúc cần crit thì không crit. Ôi thôi chết rồi. Cái này là mình hết cái lượt quay lại rồi, ô vãi đái. No, mẹ nó chứ, đùa. Ô mình hết cái lượt quay lại từ khi nào mình không biết này, ô vãi. Ê. Much, much later. Yeah, ok, mình sẽ quay chơi lại một ấy, mình sẽ... chúng ta phải... Nên là mình sẽ phòng thủ ở cầu đây, nên chúng ta sẽ đi sớm một lượt. Sẽ cẩn thận hơn. Nên đoạn này chúng ta phải rút về. Mình nghĩ là cho thằng như mà chính tanh con mẹ hết rồi nó lành. Chạy loi kèn. Đây là nơi chúng ta sẽ phòng thủ đây mọi người. Nên là mình có thể mình bay để mà nó bắn hết cái xe bắn đá ấy. Nên là mình sẽ sử dụng thằng kia để mình bay hết mấy cái đòn bắn của con xe bắn này.
Nó về vị trí đi. Cần thôi tăng nhân vật chính gánh đi. Tầm này mình lười, mình chẳng muốn chơi. Cho nên nó sẽ kết thúc trong mấy người nên mình sẽ hóa luôn Mikaia này. Nên là bọn kia nó sẽ đến bây giờ. Nên là cái vấn đề là đoạn này mình không có cái chiêu AOE gì ấy. No damage, bitch. Nó vẫn, mẹ nó vẫn quyết tâm nó bổ con này. Cái thằng ngựa này dai thật đấy. Ui, nó đâm con này tơi bời luôn. Nó đâm con này tơi bời. À, nó sẽ chia ra một team à. Căng quá nhỉ. Ui, đoạn này còn căng hơn cái lúc nãy, mẹ. Mình có một cái option là mình có thể cho nhân vật chính mình vào. Mình solo hết cái đám mây này. Cũng tương đối, cũng là một cái option hay. Chúng ta sẽ cắt tiết từng đường luôn. Mà nó sẽ gần như không có cơ hội nó bắn mình. Nó cho con này vào cũng được nhỉ. Nó không né tránh được mạnh lắm. Không có cái gì mà nó cộng né tránh nhỉ. 34% thì cũng được này. Thằng này trên thế cũng được này, đấu phép với hội này này. Này nó không có kiếm, nó chỉ có phép thôi. Theo lý thuyết là mình có thể mình phản đập với chết bọn này. Mình phải thu về cái đội hình này vào. Đang cho con dây này lên trên nhỉ. Mình sẽ xem nào. Đương nhiên bắn tới thôi nhỉ. Nó không bắn tới. Ok, phải đứng đây an toàn. Phun máu á. Thằng này cũng không tới á. Con này đang tầm bắn nên là nó ở cái đoạn này. Sleep now. Nên mình chỉ muốn nó cho thằng này nó có cái chiêu này nó biến hình ấy. Nên thầy nên đánh cái chữ decoy hơn đánh chữ nhỉ. Nên mà chúng ta sẽ mình rút con này về. Ui mẹ cả lũ ấy nó phang. Ôi con này nó lại đứng ở trong này nó bắn này. Ôi con này nó vẫn vận hành được cái này á. À? Rút. Run bitch. Cái lũ này bắn thằng này thì thằng này kháng phép kém thế. Còn khi con này chết thôi chúng ta phải lùi lại đó.
mình hóa đi. Khi con này chết rồi này. Cái nó bắn phép như điên này. Here we go. Now you know your limits. Rồi, team A chúng ta phải đi lên này. Giờ gánh mới. Để búp cho em Lapis. Đứng ở cái vị trí support, sẵn sàng phản công. Mình còn bay cái bắn, cái kiểu cái đòn bắn của nó ấy. Khó không bay được. Đứng ở đây vậy. Bên mình chả biết dancer cho ai bây giờ. Kệ mẹ, đứng im một chỗ đi. Bọn này cầm mẹ vũ khí hủy diệt. Cầm Thoron. Nên coi đứng cạnh thành nhân vật chính là nó búp cho start. Này né cũng được này. Trừ 20% khả năng né đánh trúng đấy. Nên là bọn em bị hạ cái kiểu cái hit rate rất là cao cho của mẹ. Còn bắn con này nữa thôi. Ba con nó bắn sợ rồi. Tôi chết là nó quyết nó giết con này rồi. Mày quá vẫn né. Đĩ. Nên là đúng là cái phần chơi phần nào mình ghét nhất là có bọn bắn phép luôn. Nên là bọn đi ngựa bắn phép này là cái speed nó cao, nó đánh được hai phát ấy. Xong thì nó đổi cơ động lấy cái damage deal của mẹ là nhiều chính. Cái đạn đi ăn chó. Stay back. Chỗ này mà có cái ấy thì ngon quá. I'm at 100%. I'll go first. Please die. I'll have to pay you back. Mẹ em đồng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thằng mẹ. À, đánh phép. Này nó đã nhảy vào nó xả ulti mình ra. Có thể là qua group bố hit là 45 Ok, mình sẽ đi coi con này. Thì con này sẽ tanh down thằng kia. Cái vấn đề con này nó có tanh được không thì là vấn đề. At your service. Con này hóa đi. Here we go. Đòn đánh sát thủ của con kia. Và cái thằng kia. Mình sẽ cần thằng nhân vật chính lên quay trở lại đây. Nosferatu. Mình dùng cái chiêu này. Right.
Not over yet. Nên là cái Nosferatu này sẽ hồi hồi ngược lại máu cho con này. Cái này ra đây hơi nguy hiểm. I can help. You're pretty strong, huh? More fighting? Cắt tiết hẳn. I am the divine dragon. This time victory was mine. Khiếp, không lên tí level nữa luôn á. Tôi không thể tin. Đấm chết con mẹ cho ta này. Đánh 9 ấy này, bố mẹ. I'll go first. Tập này solo thật đấy. Úi giời. Rồi, đã thế thì chúng ta phải solo vậy. Không bổ nó chết rồi này. Mình phải giết hết mấy thằng bắn phép. Thế thì lượt này chúng ta bắt buộc chúng ta phải solo vào nó. Mình phải giết con này. How United. Giết một đứa nào đấy. Như là bắn phép. Thế là chỉ có ở cái United cộng kia là nó mới xuất hiện là ba đứa kia thôi. Còn là bình thường là con này nó làm hết rồi. Nên là chúng ta bắt buộc chúng ta phải finish nó luôn. Con này không chạy tới rồi. Nó vào cái vị trí này. Mình không biết là cái con frame này có bị chết không. Cả cái lũi nó sẽ quay con này ra. Nên là con này nó sẽ đấm chết được luôn cái thằng đi ngựa này. Allow me. Đấm nó tụt quần. A noble sacrifice. Được phép nhỉ. Lên level 10, 11 rồi này. Bọn này nhưng mà cái chỉ số đép của nó rất là kém. Bộ con này thật 0% luôn á. Không máu luôn á, ô vãi. Cái này gồng cứng nhỉ. Úi dồi ôi, nó bổ ngược lại luôn. Úi dồi, tơi bời. Your luck's run out. Mình sẽ cần dần nhiều chính nó quay lại đây để xem cái hội thoại này. Đánh mẹ tơi bời. Úi dồi. Mày đánh con này của tao nữa thì mày chết mẹ. Oh my. Now you know your limits. Bọn này ngu nhỉ. Mình tưởng là nó đánh cái con frame của mình. Đánh con này thì nó mà gãy kiếm. I've got this. Mình sẽ cần thằng nhơ chính. Mình quay lại cái vị trí này. Cái này là giữ chất nó nhỉ. Cái này đang mệt rồi đó. Không quýt được nó.
need help? Để xếp này vào vị trí này. Xếp tệ hợp thể với một con này. Are you prepared? Cậu đã sẵn sàng chưa? Of course, nên là mình đánh kiếm ra nó sẽ rút ra thương đánh nhau mình. Đúng kiểu anh nhạc gì cũng nhảy ấy. Nên là thằng clip này cũng đánh hay phép. Ui mẹ. Adapt with cái gì? Siêu cộng cái gì? What what? Masterland. Cái vấn đề là mình không tước được cái vũ khí của nó ấy. Ui mẹ nó cho mình lên đường luôn này. Khuyết 30%. Ủa phải. Nên là lại thương đầu với thương này. Trên gát cộng 5 18. Công nhận là cái animation phép vào trò này nhìn sướng thật. Emblem, engage. Bốn nhân tám không chết. Mình nghe sợ là tiên đã bổ lại chết con Lapis này mình. Lên đi em, có anh nhân vật chính như anh bảo kê rồi. Đây mình đấm chết thằng này này. Đấm gần chết này. Fast fit này. Đấm chết là nó rồi. Không chết, ồ phải. 9218 vẫn còn một máu. Còn nạn thế. Ui nó quật lại cho mình này. Mình phải chặn này, chỗ này, này. Đứng lên trên này mình chặn. Thầy đang bị break thế nào nhỉ? Phản đòn nó bỡ mồm luôn. Thôi đừng nghi một chỗ đi. Mình nó chém con này này. Chạy đi em ơi. Này không có gì ném. À đây có advance cộng 1 space này. Ngoan. Mẹ. Need help? Most impressive. Ready for me? Mình nên gọi nên tiếp con này luôn không nhỉ? Con này thật. Mà vẫn không chết. Ồ. Oh. Từng bác như nào. Ôi, trượt đấy, ôi, phải. Con này ngựa đánh gấu nhỉ. Ngựa đánh gấu thực sự luôn đấy. Chạy không kịp này, con này quất chờ. Thằng này có mấy cái nội tại này bá đạo phết nhỉ. Đang nghĩ là không biết hợp thể ở đâu nào. Nên ra con cầm dìu này ra đây. Bổ cho nó phát.
Ok, mình sẽ bút cho này này. Để em lắp ít vào rỉa máu là xong. Vẫn bế hình được một con này. Được rồi. Mình mới cho cái con dìu kia nó finish đấy. Là vẫn ngon. Này, này, đánh trước này. Tí gì nó break mình. Mình sẽ engage cộng. Rồi mình sẽ đứng ở cái vị trí này này. Này này sẽ rỉa tí máu đấy nhỉ. Tội gì. Me first. Not yet. Úi dồi, gần chết luôn. Đúng là thằng này chỉ đứng ngoài ném phép là sướng nhất. Còn đầu tay đôi của nó là nó sẽ kích hoạt đủ thứ. Thế mà không lên được rank B con này thì hơi lạ đấy. Búp nhiệt tình. Thế là con này nó MVP à? Giết được anh trùm rồi. Trận này cũng vui rồi nhưng mà... là nếu chúng ta còn ngựa thì ngon hơn. Là xiên chết cả lũ bắn phép của nó. Cậu thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi lần trước chúng ta gặp nhau. Người bạn của tôi. I feel like I've still got a long way to go. Em cảm thấy vẫn còn nhiều thứ để học lắm. Em rất là vui vì sự chỉ dẫn của anh. Guidance. Chỉ dẫn thế? An interesting word choice. Cậu nói nghe cũng hoài hay đấy. I believe I understand now why the trial was located here. Tôi tin rằng tôi đã hiểu tại sao cái thử thách nó lại xuất hiện ở đây. Oh, why? Oh, thế là cái mẹ gì vậy anh? I was a young prince. Inexperienced in leading. Thằng này là hoàng tử trẻ đấy. My errors were many. Some fatal. Khi đấy tôi là một hoàng tử trẻ, không có nhiều kinh nghiệm trong chiến trường à. Thế là tôi đã có rất là nhiều cái lỗi của mình à. Một số cái lỗi là phải trả giá bằng tính mạng con người. On the day of this battle, I was told something I've kept in my thoughts ever since. Trong cái ngày diễn ra cái trận chiến này à. I was told something. Tôi đã nói một cái gì đó tôi đã giữ trong lòng kể từ khi đấy á. Once blood is spilled, it cannot return to its source. Make that sacrifice worth something. Một khi máu đã đổ thì nó không thể quay trở lại được. Cái này không quay trở lại được ấy. Nên là hãy luôn nhớ rằng là hãy làm cho những cái hy sinh nó xứng đáng á. Với những gì đã xảy ra. Cuộc sống là một chuỗi những cái lựa chọn. There is no way for one to know if their past choices were correct or a mistake. Nên là không thể nào mà chúng ta biết được rằng là nếu mà cái sự lựa chọn trong quá khứ của chúng ta là đúng hay là sai. All we can do is make the future into something good and righteous. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tạo được ra một cái tương lai tốt và theo đúng khi ý nghĩa của nó là chúng ta luôn phải luôn luôn làm nghĩ là như vậy. Such is the responsibility of a guide, and it is what I learned in the place so like this one. Nên là si cậu luôn tâm niệm là một cái đấy á. Đâu cậu luôn tâm niệm như vậy làm cái trách nhiệm của cậu trong vai trò là một cái dẫn dắt à. Và đấy là những cái gì mà tôi đã học được ở cái nơi này. Thank you, Leaf. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cái câu chuyện này với em. Em cảm thấy em đã hiểu anh được hơn. Cái này thì em biết rồi anh ạ. Em sẽ xây dựng một cái tương lai tốt đẹp à?
Và liệu anh có thể đứng bên cạnh em cho đến khi cuối cuộc hành trình không? Here, on the shores of this beautiful river, I swear my service to you. À, và ở bên bờ sông tươi đẹp này, tôi xin thề tôi sẽ phụng sự hết mình với cậu. Ok bro. Nhưng mà kiểu chính là em cũng chả dùng anh mấy. nên là cái thằng cái Advent cộng của thằng Leaf này, Advent này nó tương đối là hợp lý cho cái, những cái đứa crit cao như cái con cầm dìu này, cũng tương đối là ổn. Nhưng mà cái kỹ năng quan trọng nữa là cái con này có thể học cái hold out ấy. Nên là có rất là nhiều cách để chúng ta chơi cái con cầm dìu đấy. Ở cái bản hồi xưa mình hay chơi là Ventus là bọn cầm kiếm ấy. Bọn bọn gì nhỉ? Bọn Swordmaster ấy, bởi vì nó cũng có khả năng crit cao mà. Và đồng thời nó cũng né tránh cao ấy và hit nó nhiều ấy. Nên là gần như là lúc mà nó đánh Ventus là bao giờ nó cũng giết được người trước ấy. Và cái Ventus cộng cộng này thì bá đạo quá, nó 75% máu đã đi trước rồi. Mình không nghĩ là mình có nhiều hội thoại đâu, nhưng mà chúng ta sẽ quay trở lại. À đâu, mình nhiều phết này. Chúng ta sẽ quay trở lại Somia đi. Ok, chắc là mình sẽ quay sau để mình chơi, nên một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã ủng hộ nội dung. Nên là đây sẽ là một trong những cái bài cuối chúng ta đi ấy. Ở lần sau thì rõ ràng chúng ta chẳng thể làm, chúng ta sẽ tiếp tục cái cốt truyện chính ấy. Rồi chúng mình sẽ... Rồi chẳng có gì để làm. Chỉ phải đợi cái DLC 4 nữa thôi. Nên là ok, mình sẽ quay sau để mình chơi tiếp. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.